1 rưỡi gần 2 giờ. 1 rưỡi gần 2 giờ mà bây giờ ra ngoài đường là ngập tràn, chỉ có đỏ với vàng, chỉ có đỏ với vàng thôi. Buộc vào hai tay. Lấy băng dính, lấy băng dính quấn hai tay. Không chị ơi, em bảo này, buộc vào cái đuôi này này. Buộc vào đuôi này này. Buộc vào đuôi cho nó vẫy. Hợp lý. Lấy băng dính, lấy cái này. Lấy băng dính quấn vào đuôi nó được không nhỉ? Ừ. Này buộc vào đuôi cho nó vẫy này. Đấy. Hợp lý. Đây. Buộc vào đuôi ấy. Thế chắc phải gọi thêm anh Hưng ra nữa. Đầu đuôi. Ok, hai cái này, cái này. Đấy. Lại áo không? Áo không? Áo bao nhiêu cái chị? Áo 50.000. Thế nào? Áo này á? Vừa. Thôi giờ nốt đi. Đầu tư nốt cái áo. Đây, mặt mặc size gì? XL. XL luôn ghê không? Size XL luôn à? To quá áo mặt. To quá không? Lên chốc nó ấy. À, phủ lên chốc nó. Đấy. Trời ơi. Có quần nó mua được cái quần luôn. Không có quần. Quần mà đây không quần. Tối nay em thắng thì thôi luôn đấy, thật sự luôn.
Đẹp nhé. Áo xuất sắc nhá. Đẹp trai luôn. Nhất sân vận động hôm nay mình nhờ. Mình. Vào đây. Áo. Đây là baby. Giống cái xe kia kìa. Đấy, em cũng phải tay đỏ như thế mới ok. Đấy, đây này, như kiểu phải xe như này này, tay phải đỏ như này. Thấy chưa ạ? Đấy, cờ đỏ sao vàng này. Tay đỏ này. Cái xe kia nữa, hôm nay nhiều xe dán lắm. Anh ơi. Anh, em cũng muốn gắn một cái chóp đỏ lên cái chỗ này. Cái cờ đây, gắn lên cái chỗ này. Đây, nó rất hợp dụng, nó đã xong rồi. Xe xong rồi. Được. Mặt đẹp trai quá rồi, không cần phải bàn về độ đẹp trai của mặt rồi. Hôm nay mặt đẹp nhất sân vận động luôn. Hôm nay mặt chính xác là mặt đẹp nhất sân vận động. Bé quả khăn đỏ ấy mặt ạ. Buộc cho mặt. Đẹp trai quá. Con nhà ai mà đẹp trai thế nhỉ? Cháu nhà ai mà đẹp trai thế? Mày mặt. Rồi ơi. Gắn cho mặt đi. Như siêu nhân đi. Sợ rồi. Mặt. Mặt rất ít khi đi cổ vũ. Một khi mặt đi cổ vũ, một mặt phải chơi nổi. Phải chơi nổi thật nổi mới xịu, phải chịu nào. Nổi nhất sân vận động nào. Đấy. Đây gắn đây, đây. À, mặt rất ít khi đi cổ vũ nhưng mà một khi mà đi cổ vũ mặt phải chơi nổi và mới chịu. Đấy. Dẫn đoàn đấy nhỉ. Ui giời. Không nhìn thấy mắt đâu cả. Được rồi, lên xe đây. Cứ để nó như thế đi. Nhìn đây. Con hầm không? Đấy, không nhìn thấy đường mà. Đây đây đây, đây. Đi lên xe nhanh, lên xe nhà mình. Nhanh. Lên xe. Mặt đây. Con có biết là con là một nguồn cảm hứng vô tận cho mọi người không ạ? Mặt không nhìn thấy đâu. Không nhìn. Gọi là mỗi khi mà mệt mỏi hãy cứ nhìn vào mặt là sẽ mọi chuyện là sẽ hết buồn ngay. Một nguồn cảm hứng vô tận. Đấy, có chỉnh lại cho. Đấy. Đấy, chỉnh cho mặt cho đẹp trai cái nào. Đấy. Chắc chắn là hôm nay mặt đẹp trai nhất sân vận động luôn mà. Chắc chắn luôn. Nhà ta, nhà trai đẹp hơn mặt. Đấy, nhìn không. Nó không nhìn thấy gì cả. Úi giời ơi, thương thế nhở. Thương thế, con trai nhà ai mà đẹp trai thế nhở. Không hiểu mình con nhà ai mà đẹp trai thế nhở. Dạo này béo quá, múp mặc cái áo chật kìa. Mặc cái áo toàn thịt là thịt kìa. Rồi bây giờ đi thôi. Đúng em ơi. Một màu đỏ rực. Tí nữa thôi. Đường không còn đường về luôn.